viêm bộ não Ginkgo biloba, được hãng Healthcare nghiên cứu và điều chế từ quả bạch quả, giúp hỗ trợ lưu lượng máu và làm tăng dinh dưỡng cho mô. Công dụng viên uống Healthcare Ginkgo biloba: giúp cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức, giúp cải thiện sự chú ý và tinh thần rõ ràng, hỗ trợ trong việc thu hồi và tốc độ thông tin và xử lý, hỗ trợ lưu thông máu ổn định, duy trì sức khỏe của máu mạch, giúp duy trì lưu thông máu khắp cơ thể, tay và chân. Cách sử dụng Ginkgo biloba: người lớn uống một viên một lần, 3 lần mỗi ngày cùng với bữa ăn hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia, không nên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Các anh chị, nếu quan tâm về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé!